Một ngày nọ thì có một cái người đàn ông, anh ta tên là anh A, và anh lái xe vào một cây xăng để đổ xăng. Thì khi vào trong cây xăng thì anh gặp một người bạn cũng đang đổ xăng. Thì anh A mới hỏi người bạn của mình: anh đi đâu vậy? Thì cái người bạn trả lời: tôi định đi New York. Và còn anh? Tức là người kia hỏi lại. Thì anh A mới trả lời: tôi đi Virginia. Rồi anh A lại mới hỏi tiếp: vậy thì bây giờ anh có biết chắc rằng con đường này đi New York không? Thì cái anh bạn mới trả lời: tôi không biết chắc nữa. Chúng ta thấy câu chuyện hết sức là khôi hài phải không? Đi con đường mà không biết mình chắc mình đi đâu. Đi đến một cái nơi mà trên con đường đó mình không biết chắc có đến nơi đó hay không. Và kính thưa quý vị, trong bước đường hầu việc Chúa của tôi thường gặp rất nhiều người mơ hồ như vậy trong linh trình của họ. Tức là họ không biết chắc mình có nhận được hoàn hảo sự cứu rỗi hay là không. Hôm nay chúng ta cùng học ở trong thư tín thứ nhất, đoạn 5 của Sứ Đồ Giăng. Bây giờ chúng ta sẽ đọc một cách chậm rãi thư Giăng thứ nhất, đoạn 5, câu 1, câu 2. Xin hội thánh khởi sự. Rồi chúng ta cũng đọc tiếp cũng trong đoạn 5 này từ câu 11 đến câu 21 mà chúng ta cũng chậm rãi và đọc cái đoạn kinh thánh đó. Cảm ơn quý ông cái Chúa trong hội thánh. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau học một thư tín, đoạn thứ 5 của thư tín thứ nhất của Sứ Đồ Giăng. Và đây cũng là cái phần kết thúc của thư tín này. Xin tất cả chúng ta chú ý một điểm. Đây tuy là mệnh danh là một thư tín, nhưng thực chất không phải là thư. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đây là những lời tâm huyết của một lòng tin của một người hiểu biết một cách rõ ràng, nắm chắc ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong cái giao ước mới. Và bức thư này được viết đồng thời với sách Tin Lành Giăng, tức là khoảng năm 100 sau Chúa tại thành Ephesus. Chủ yếu của bức thư Giăng thứ nhất này, và nhất là đoạn 5, thì giúp cho con dân của Chúa biết chắc những điều mình tin
mình nhận và mình có. Và chữ quan trọng trong đoạn 5 này là cái chữ biết. Và có tất cả là 7 lần lặp lại, lặp đi ở trong viết theo bản phổ thông. Riêng ở trong toàn bức thư ấy, thì có tất cả là 40 chữ biết. Bây giờ chúng ta xem câu 1 và 2. Câu 1 và 2. Chúng ta phải biết trước hết rằng, quý vị phải nhớ rằng chúng ta được cứu là bởi ý định của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Có phải là chúng ta đẹp? Có phải là tại chúng ta giỏi? Có phải là chúng ta thông minh? Có phải là chúng ta quá tuyệt vời hay không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. Rất đơn giản. Đức Chúa Trời muốn có một gia đình. Vâng, thế là Ngài cứu chúng ta. Ngài cho chúng ta gia nhập và trở nên thành viên của cái gia đình đó. Đó là gia đình của Đức Chúa Trời. Ở trong sư Ê-phê-sô đoạn 1 nói thế này: bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài. Và vậy, khi chúng ta đặt hết niềm tin của mình nơi cứu Chúa Giê-xu Christ thì Đức Chúa Trời đã trở thành cha của chúng ta. Và chúng ta trở thành con trai, con gái của Ngài. Các tín hữu sẽ trở thành anh chị em với nhau. Và hội thánh tức là có một gia đình. Và cái gia đình của Đức Chúa Trời. Và tại gia đình này có đủ mọi người từ quá khứ, hiện tại và tương lai nữa. Cái hiện tại là chúng ta. Và tương lai là ai? Là những người chưa được cứu, có thể là những thân hữu của chúng ta. Là người là thọ tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều rằng không phải ai cũng là con của Ngài được hết. Không phải ai cũng con của Ngài. Mỗi chúng ta đều đã từng là thành viên của một gia đình khi chúng ta chào đời. Và là thành viên của một gia đình thế tục. Vâng. Nhưng khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của đời sống của mình thì chúng ta được tái sanh. Chúng ta ở trong gia đình của Chúa Trời, hay còn được gọi là thánh gia. Và trong thư Giăng thứ nhất, trong Phúc Âm Giăng câu đoạn 1 đã nói thế này: nhưng hãy ai đã nhận Ngài thì Ngài ban quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Và ở trong Galati đoạn 3 thì cũng khẳng định rằng: vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ nên hết thảy đều là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Tôi thêm cái chữ con gái này tại vì Kinh Thánh thì là con trai không. Nhưng mà tôi mở ngoặc. Có xin lỗi Chúa đàng hoàng để nói luôn có nam có nữ. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp câu 11 đến câu 13. Để chúng ta biết chắc rằng, cái biết chắc hồi nãy là chúng ta biết chắc rằng chúng ta ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta biết chắc rằng mình có cái sự sống đời đời. Sự sống đời đời là sự sống của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sau khi chúng ta tin nhận của Chúa Giê-xu. Và cái bản chất của cái sự sống đó là vĩnh cửu và thuộc linh. Chứ thuộc linh này có nghĩa là thuộc về linh giới. Thuộc về linh giới. Như vậy, được cứu rỗi và biết chắc mình được cứu rỗi là hai điều gần giống nhau mà lại khác nhau. Giống nhau như thế nào và khác nhau như thế nào? Có những tín đồ đã được cứu mà không biết chắc, nên chưa bao giờ có sự bình an, có sự vui thỏa trong tâm hồn. Lúc nào cũng lo sợ, cũng băn khoăn. Vì thế người đó chưa bao giờ can đảm để xưng danh Chúa ra làm chứng và để hướng dẫn người khác tin nhận Chúa. Còn tín đồ nào biết chắc mình đã được cái sự sống đời đời, biết chắc mình đã được sự cứu rỗi một cách rõ ràng thì rất là vui vẻ, dạn dĩ và chia sẻ làm chứng về Chúa cho người khác và dẫn dắt họ đến với Chúa. Bây giờ chúng ta rớt ở trong cái trường hợp nào? A hay là B? Mỗi người chúng ta sẽ rớt lấy. Và đó cũng là cái nguyên nhân mà chúng ta có thể thấy rằng ở đời sống thuộc linh của người tín đồ này tại sao mà là sung mãn, mạnh mẽ, vui tươi, có kết quả. Còn
Tính còn đời sống thuộc linh của một số tín đồ kia tại sao mà yếu đuối, eo uột, buồn nản và dĩ nhiên không kết quả. Không kết quả. Bây giờ chúng ta là xem tiếp ở câu 14 và câu 17. Điều biết chắc thứ ba đó là biết chắc lời cầu xin của mình được Chúa nghe. À, đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta biết chắc lời cầu xin của mình được Chúa nghe là vì đây là kết quả của sự biết chắc mình có sự sống đời đời, biết chắc mình thuộc dòng dõi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết chắc mình có sự sống đời đời, khi chúng ta biết chắc mình thuộc dòng dõi của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết nhận ngay cái kết quả là biết chắc được lời cầu xin của mình luôn được Chúa nghe. Bởi vậy tại sao? Bởi vì khi chúng ta được cứu, chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta ở trong dòng dõi của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể dạng dĩ đến với Ngài được. Dạng dĩ đến với Ngài để chúng ta có thể đến gần Chúa mà cầu xin Ngài, đến gần Chúa để mà thâm giao, tâm giao với Ngài và đến để nói với Ngài và được Ngài nghe. Và đó là vấn đề hết sức là quan trọng. Chúng ta có thể đến với Chúa như con đến với cha. Vì vậy ở trong thư Galati đoạn 4 đã nói như thế này: lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng Abba cha. Chúng ta có thể dạng dĩ đến với Chúa để nói về, trình bày về những nhu cầu của mình. Và nên nhớ rằng Chúa luôn muốn nghe lời cầu xin của chúng ta. Tác giả Thi Thiên 116, ông đã khẳng định như thế này: tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Một kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 116. Như vậy thì nếu muốn lời cầu xin của chúng ta luôn luôn được Chúa nghe thì tôi xin quý vị phải lưu ý mấy điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta phải cầu xin trong danh Chúa. Ở trong Giăng đoạn 14 chép thế này: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi, mặc dầu ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Điều thứ hai là không theo tư dục. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 thì nói như thế này: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục của mình. Thứ ba là phải có một cái đời sống công bình. Gia Cơ đoạn 5 nói thế này: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Lời cầu nguyện linh nghiệm với điều kiện là người công bình cầu nguyện. Cầu nguyện trong sự sốt sắng nôn nã của họ thì mới có kết quả. Và chúng ta phải hiểu rồi đó. Rồi phải cầu nguyện ở trong đức tin. Là Matthew đoạn 21 thì nói này: trong khi cầu nguyện thì các ngươi lấy đức tin cầu xin thì bất cứ việc gì thảy đều được cả. Đó là lời hứa của Chúa. Và cuối cùng quan trọng lắm, đó là cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Và trong câu 14 của Giăng đoạn 5 này nhắc nhở chúng ta, này là điều chúng ta dạng dĩ trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Ngài nghe chúng ta. Có hai tín hữu vào trong nhà thờ để mà cầu nguyện. Người thứ nhất cầu nguyện: xin Chúa ban cho con 1 triệu bạc để con có vốn, con về Việt Nam con kinh doanh. Người thứ hai lớn tiếng cầu nguyện: xin Chúa ban cho con 1.500 đô để trả tiền nhà trong tháng này, vì nếu mà con không thanh toán thì chắc chắn con phải bị đuổi ra khỏi nhà. Thì bỗng nhiên cái người thứ nhất đứng gần đó rút trong túi ra 1.500 đô đưa cho người thứ hai, và ông ta nói như thế này: ông hãy cầm cái số tiền này về trả tiền nhà đi, đừng quấy rầy Chúa nữa, nhưng hãy để Ngài yên tĩnh vì Ngài cần tập trung tư tưởng để giải quyết vấn đề của tôi. Chúng ta thấy coi hài phải không?
Như vậy thì ai được lời quý vị? Cái ông này thì ông nghĩ cũng quá khôi hài phải không? Tại vì vấn đề ông cầu xin lớn quá nên phải để cho Chúa yên tĩnh. Chúa đừng có để Chúa trộn rộn, để rồi Chúa tập trung hết tư tưởng của Chúa để mà giải quyết cho ông. À, ông này khôn thế. Nhưng mà tôi biết không biết là trong câu chuyện ông có được giải quyết hay không. Nhưng mà trước mắt cái ông cầu nguyện đơn giản kia thì sao? Được giải quyết liền tại chỗ. Như vậy thì chúng ta phải nói là cầu nguyện như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta xem tiếp câu 16 và 17. Kính thưa quý vị, cầu thay. À, trong này nhắc đến một cái vấn đề, đó là vấn đề cầu thay và phải dạn dĩ cầu thay. Cầu thay cho một người khác đó là một cái đặc ân và là một trách nhiệm của một người tin kính Chúa. Tôi xin nói lại, không những chỉ là một đặc ân nhưng mà nó là một cái trách nhiệm của người tin kính Chúa. Bởi vì người cầu thay không những thấy nhu cầu thể xác thể của anh em mình, chị em mình, mà cũng phải thấy rất rõ cái nhu cầu tâm linh của họ nữa. Ở trong câu thứ 5 và câu trong câu 16 ghi như thế. Khi chúng ta thấy chị em mình, anh em mình yếu đuối thì đây không phải là cái cơ hội để mà chúng ta xét đoán, nhưng mà là cơ hội để chúng ta cầu thay cho. Vì tại sao? Vì chúng ta thấy rằng vì đại đa số đều là tình cờ phạm lỗi mà thôi. Tình cờ phạm lỗi chứ không có cố ý, à, phải không? Bởi vì ở trong thư Galati nói một cách rõ ràng như thế này, Galati đoạn 6 câu 1. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Chúa Trời, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, là chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng? Đây, câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta. Cho em hỏi dạ cái câu mà phạm gọi luôn mà luôn phạm tội là cách thế nào? Một lát này có nói tới chúng ta phải thấy rằng cái vấn đề ở đây là nhắc chúng ta thấy rằng cái người mà gọi là tình cờ trong sự phạm lỗi thì chúng ta phải mềm mại nhẹ nhàng sửa họ lại, bởi vì chính chúng ta cũng dễ dàng bị ma quỷ cám dỗ để mà đưa ra những lời chỉ trích, phê bình và xét đoán. Nhưng nếu họ phạm tội và do cái lỗi của họ mà làm cho sự xét đoán trở trên họ, thì nên nhớ rằng cái sự cầu thay là cái sự cầu nguyện để giữ cái sự phán xét. Lời cầu xin này phải được Đức Thánh Linh thúc giục mình và chính Ngài hướng dẫn. Đó là trường hợp mà chúng ta được biết khi Abraham cầu thay cho thành Sodom và Gomorrah, và khi ông đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời, ông đưa với thiên sứ, và ông từ con số 50 tuột dần xuống cho đến khi còn 10 người, 5 người, vào ông trả giá dần dần xuống như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đây là một trường hợp hết sức là hiếm, vì đây là vấn đề cả cái thành đó phạm đại tội. Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng cái tiếng kêu oan đã thấu lên ngai của Đức Chúa Trời, có nghĩa là cái thành Sodom và Gomorrah phạm cái tội gớm ghiếc đến mức độ những lời kêu oan than thiết nó lên tới ngai của Đức Chúa Trời ở nơi cao, và Đức Chúa Trời buộc lòng phải tiêu diệt cái thành Sodom và Gomorrah. Như vậy thì chúng ta đừng có nhầm lẫn là cái người cầu thay và cái chức vụ cầu thay. Cái chức vụ cầu thay á, duy nhất chỉ có một mà thôi, đó là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Giăng thứ nhất đoạn 2 nói như thế này: hỡi con cái bé mọn, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu ai có phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu, tức đấng công bình. Và Hebrew đoạn 7 thì cũng nói rằng bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Còn chúng ta là những người cầu thay cho nhau, những người cầu thay cho nhau. Cho nên đây là một đặc ân chứ không phải là một chức vụ. Tôi thường nghe nói là cái chức vụ cầu thay. Chúng ta có một chức vụ cầu thay thì điều đó không đúng. Vì chúng ta là bình đẳng với nhau. Chúng ta bình đẳng với nhau. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho hội thánh, và ông cũng tha thiết kêu hội thánh cầu nguyện cho ông.
Mục sư cầu thay cho các tín hữu, nhưng mà các tín hữu thì phải có bổn phận gì? Cầu thay cho nhau và cầu thay cho mục sư, phải không? Rõ ràng như vậy vì chúng ta bình đẳng với nhau. Vì như vậy để tránh trường hợp là chúng ta lên mình kiêu ngạo vì nghĩ mình là bậc thánh rồi, mình hết sức là thánh thiện, không cần người khác hầu thay cho. Và một buổi sáng đầu năm thì có một anh nông dân ở làng, trong làng đi ra đường, đi ra về phố chợ, thì đang đi đường như vậy, anh ta gặp vị cha xứ đang đi trên đường, tức là hai người gặp nhau. Thì anh nông dân này rất là lễ phép, khi thấy ông cha xuất hiện với là cha xứ nữa, cha chánh xứ nữa, thì anh ta khom mình xuống và nói rằng chào cha ạ. Thì cha xứ nói rằng chào đứa con của quỷ Satan. Ông nói như vậy. Thì người nông dân vẫn bình thản, nói rằng thưa cha, xin cha ban phước lành cho con vì đêm qua con mơ thấy. Anh ta mới nói như vậy thôi thì ông cha nói sẵn liền, cái gì chứ, tôi không bao giờ quan tâm đến giấc mơ của những người nào hết, không quan tâm. Thì anh nông dân mới nói, dạ nhưng mà khi hôm con nằm mơ thấy những điều về cha. Thì ông già mới nói, vậy thì bây giờ con kể tăng nghe thử coi như thế nào. Thì anh này mới nói là thưa cha, con mơ thấy con chết và con được lên thiên đàng. Lên thiên đàng? Ông già kêu lên, anh không bao giờ được lên thiên đàng là vì anh có đi lễ nhà thờ đâu, anh thường bỏ thờ phượng mà, làm sao anh được lên thiên đàng? Thì anh ông dân mới nói, dạ thưa cha, đó là thật ca ơi, con được lên thiên đàng. Mà con thấy rằng khi mà ở trên từ dưới chỗ con đi đến một cái nơi, con thấy có một cái cầu thang rất là dài dẫn lên thiên đàng, và có một thiên thần đứng ở đó kêu con lại, đưa cho con một cục phấn thật lớn, kêu con lên và chẳng có rằng cứ mỗi một bước thì con phải đánh một cái dấu thập, nghe không? Cái dấu thập đó là biểu hiệu cái tội lỗi của con đã vi phạm, con đã làm khi mà con còn sống, và khi nào hết tội thì thôi làm dấu và cứ tiếp tục đi lên. Và sau khi con đánh dấu rất là nhiều, con mới đi một đoạn hết sức là xa, xa con không biết là bao nhiêu lâu nhưng mà rất là xa, thì con thấy một người đàn ông đang đi đợi lui đợi xuống. Con rất ngạc nhiên vì người đó chính là cha. Thì ông cha ông hoảng là tại sao mà là tôi, bộ tôi đây sao? Thì vâng thưa cha, con rất là ngạc nhiên. Thì lúc đó con mới hỏi cha tại sao cha đi trở về xuống vậy. Thì ông cha mới trả lời rằng tao xuống để xin thơm phấn. Có nghĩa là dạ nhiều hơn. Lúc cậu phải đi xuống xin thơm phấn. Rồi chúng ta lại xem tiếp ở câu 18 đến câu 21 để chúng ta biết chắc rằng mình được giữ gìn không phạm tội. Và đây là một vấn đề hết sức là quan trọng, chúng ta được giữ gìn không phạm tội. Thì hoặc mới nghe qua cái vấn đề này thì chúng ta thấy cái sự mâu thuẫn ở trong sự dạy dỗ của sứ đồ Giăng. Bởi vì trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 thì ông nói như thế này, nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đến cầu thầy, phải không ạ? Rồi ở trong đoạn 3 thì ông nói là ai xin bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Nhưng đến đoạn 5 câu thứ 18 thì ông khẳng định chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Ông nói rõ ràng như vậy. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, thật ra thì các ý nghĩa trong các câu kinh thánh kênh cho chúng ta biết rằng biết chắc mình được giữ gìn không phạm tội, đó là một đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho tôi con của Ngài, tức là chúng ta. Wow, là những tôi con của Chúa. Và chính Chúa cứu thế cũng phải cầu thay cho chúng ta điều này. Ngài cầu thay chúng ta ở trong Giăng đoạn 17 như thế này, ở câu thứ 9: con vì họ mà cầu nguyện. Họ đó là những người tin Ngài. Wow, con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về cha. Câu 11 phần B: lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha là danh cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Rồi câu 15: con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.
Chúa lặp đi lặp lại, xin gìn giữ họ khỏi điều ác. Đó là lời cầu xin. Và sứ đồ Giăng lại nhắc nhở trong trong Giăng thứ Giăng câu 3, câu 6, câu 9 rằng ông xác định trong mỗi chúng ta rằng con cái của Chúa có một bản chất đêm mới đến từ Ngài ban cho. Với bản chất đó là chúng ta không muốn phạm tội hay là không thích phạm tội. Vì vậy khi vô ý, khi tình cờ phạm tội thì lập tức đau đớn, buồn rầu đến nỗi không chịu được và lương tâm cắn rứt, để đưa đến việc là gì? Hết lòng ăn năn thống hối cho đến khi được Chúa tha thứ. Nào, chúng ta thường nghe nói là mình được lương tâm cắn rứt. Một con cái của Chúa có thể vô ý, có thể tình cờ phạm tội, song không thể, đây là vấn đề quan trọng, miệt mài trong tội. Cái miệt mài trong tội nó sẽ dẫn dắt đến cái chỗ là lương tâm không còn cắn rứt nữa. Vâng, lương tâm lúc đó bị súng răng rồi, lấy đâu mà cắn, nó còn có cái níu không à? Không. Cho nên chúng ta thấy đây là một vấn đề hết sức là nguy hiểm. Phạm tội lúc đầu thì gọi là vô ý phạm tội hay là tình cờ phạm tội, và sau đó ăn năn. Ăn năn có nghĩa là gì? Từ bỏ, thấy không? Không phạm, không tái phạm lại nữa. Nhưng mà khi tái phạm thì làm sao? Nó sẽ dẫn dắt đến cái chỗ là gì? Miệt mài. Và bắt đầu né tránh sự cầu nguyện, né tránh cái sự ăn năn, né tránh cái sự thống hối, né tránh hết tất cả, để rồi cuối cùng là đưa đến chỗ hư mất đời đời. Vì vậy sứ đồ Giăng đã nói có những tội chết là như vậy. Chúng ta phải giữ mình vì có những cái tội chết. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất để không bị miệt mài, để không có luôn bước ở trong cái sự phạm tội, đó là chúng ta phải giấu mình ở trong Chúa. Giấu mình ở trong Chúa. Tôi rất thích điệp khúc của một cái bài thánh ca, đó là bài thánh ca số 274. Và các bản thánh ca cũ là 47. Cái điệp khúc đó như thế này: Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không họa thay ác. Xin lỗi, đây giọng tôi nó bị lạc. Ngài thật yên ổn không họa tai chuyển lay, Ngài che kín tôi thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh nặng Ngài. Tức là Ngài che kín, vâng, Ngài che kín cho nên tôi được an thái và luôn luôn hết sức là yên ổn, bình hòa. Và cái câu cuối cùng của cái bài thánh ca đó có câu thế này: vậy trong lúc phải vác thập giá mình, gặp phong ba tôi vẫn an bình, vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng, là con Chúa ai hại được chăng. Ngài che kín tôi thật an thái thay, thật an thái thay. Và trong Thi Thiên thứ 27, tác giả Thi Thiên đã nói thế này: vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều của Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Thi Thiên 31 câu 20 thì nói thế này: Chúa giấu họ tại nơi ẩn bí trước mặt Chúa, cách xa mưu kế của loài người. Chúa che khuất họ trong một cái lều, cách xa sự tranh giành của lưỡi. Chúa che giấu tôi. Đó là những gì mà trong cái bài thánh ca 274 đã mô tả cái ý của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó, tất cả những điều tôi nói đó là những người, những con cái của Chúa có lòng vâng phục Chúa. Vâng. Tuy nhiên con người chúng ta vẫn có cái sự tự do, sự do trong ý chí của chúng ta. Vì vậy chúng ta cũng dễ dàng có những giây phút chúng ta lạm dụng cái sự tự do đó mà không vâng phục ý Chúa, để rồi chúng ta có thể cố ý phạm tội, chứ không phải là vô ý phạm tội. Cố ý phạm tội chứ không phải là
tình cờ phạm tội đâu, mà cố ý à. Và chúng ta có thể đưa đến cái sự chết, không phải sự chết trên thân xác, mà có thể là sự chết đời đời. Và ở trong văn câu 16, 17, ở trong thư văn mà chúng ta vừa đọc, vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội mà tội không đến nỗi chết thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết, ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. Mọi sự không công bình đều là tội, mà cũng có tội không đến nỗi chết. Ông nhắc đi đến này, có những tội không đến nỗi chết, thì dĩ nhiên có những tội đến nỗi chết. Hãy cẩn thận. Vì vậy ông nhắc nhở chúng ta, và có dịp thì chúng ta sẽ đọc một cái thư quan trọng, và cái thư đó cảnh giác chúng ta hãy coi chừng con đường của người xưa đã đi, mà chúng ta có thể đi theo cái vết đó chăng. Đó là bức thư Giu-đa. Giu-đa, trong thư Giu-đa chỉ có một đoạn thôi, mà tôi không biết trong quý vị có từng đọc thư Giu-đa hay chưa, nhưng mà tôi xin đề nghị là nếu mà có dịp thì quý vị về nghiền ngẫm đọc lại cái bức thư Giu-đa để được cảnh tỉnh. Nguyện Chúa cho chúng ta biết chắc những điều mình đã nghe, những điều mình đã tin, và những điều mình đã nhận, những điều mình đã có, hầu cho những cái biến thiên xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, như là trời long đất lở đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn không nào nụ. Là bởi vì chúng ta biết chắc chúng ta có sự cứu rỗi. Chúng ta biết chắc chúng ta thuộc về dòng dõi của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết chắc chúng ta được ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết chắc rằng chúng ta được dạn dĩ đến với Đức Chúa Trời để cầu nguyện, cầu xin, cầu thai. Và chúng ta phải biết chắc một vấn đề nữa là chúng ta biết chắc được Ngài luôn cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta không phạm tội. Và đó là cái hảo ý, đó là tình thương của Chúa. Ngài muốn chúng ta đừng bị xa lầy, đừng có miệt mài, nhưng mà hãy buông ra hết tất cả. Nếu có tội gì phải đến khai trình với Chúa lập tức để Ngài xóa bôi, và sau đó ăn năn từ bỏ thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cái tội. Bởi vì Kinh Thánh đã nói mọi sự không công bình đều là tội. Những sự nào mà chúng ta thấy rằng không công bình thì Kinh Thánh khẳng định đó là tội. Amen. Xin mời Hội Thánh chúng ta đứng lên.